Hôm nay tôi giới thiệu đến các bạn nhỏ muốn học bơi giỏi và tiếp thu bài tốt thì nhớ cần phải tập khởi động thật kỹ trước khi xuống nước. Và đây, tôi làm mẫu cùng các đệ tử cho các bạn xem. Bài tập khởi động thứ nhất là làm nóng khớp, nghĩa là bạn phải xoay cổ tay, cổ chân, kết hợp hít thở một cách tinh tế nhất. Nhớ kỹ, làm đúng nha. Khẩu quyết của động tác này là hít hơi vào bằng miệng, nhón chân lên, ngậm miệng lại, nín thở, xoay cổ tay, cổ chân, đếm 1, 2, 3, thở hơi ra bằng mũi, hạ chân xuống. Lưu ý, đếm 1, 2, 3 nghĩa là xoay cổ tay, cổ chân 3 vòng, xoay chậm và đều thôi. Xong rồi mới hạ chân xuống, thở ra bằng mũi, chân chạm đất nghĩa là bạn đã thở ra xong. Còn chân nâng cao nhón lên nghĩa là bạn phải hít hơi vào. Làm đúng y chang từng chi tiết, như vậy bạn sẽ tập được thói quen điều hòa khí huyết đi từ mũi đến tay và gót chân. Bài tập khởi động thứ hai là làm nóng cơ, nghĩa là bạn sẽ tác dụng lực lên cơ bụng và cơ đùi rất nhiều. Khẩu quyết của động tác này là hít hơi vào bằng miệng, nâng hai chân lên cùng một lúc, bước đi 5 bước, giữ thẳng gối, thở hơi ra bằng mũi, hạ chân xuống. Lưu ý khi hạ chân xuống, bạn phải đặt chân nhẹ xuống đất, không phát ra âm thanh như lúc nâng chân lên nhé. Có như vậy, bạn sẽ quen được việc giữ hơi thở ở vùng cơ hoành, giúp bạn tập được cách giữ khí, nén khí khi lặn. Xin chào các bạn, đây là hai đệ tử mới của Tiên Cá Ti Ôn. Bạn này tên là Ti Đà. Bạn này là người Thái Lan đúng không? Còn bạn này tên là... Bạn này tên là Xuân Phúc. Không, Ken. Tên ở trường của bạn ấy là Ken. Bạn ấy là người Việt Nam, giống như người Cá Ti Ôn. Không, của bạn là người Thái hả? Người Mỹ. Hai người Mỹ. Em người Mỹ hả? Em hả? Người còn biết anh là người gì không? Người cá. Em biết luôn rồi, em biết trước rồi. Bài tập khởi động thứ ba là làm nóng toàn thân. Bạn có thể áp dụng bài tập này khi bị mất nhiệt dưới nước rất hiệu quả. Khẩu quyết là hít hơi vào bằng miệng, chạy bước nhỏ 10 bước rồi dừng lại, thở hơi ra bằng mũi. Lưu ý có thể chạy nâng cao đùi hoặc nhảy cao. Nếu vẫn chưa hết lạnh thì làm động tác nhanh lên nữa nhé. Nhớ kỹ nha, ba bài tập khởi động này sẽ giúp các em bơi giỏi hơn. Phải tập đúng để khi học bơi, môi không có bị tím tái, mặt không có bị xanh mét, để không còn bệnh cảm và có nhiều sức khỏe để tập bơi, trở thành thói quen thích nghi dưới nước. Hy vọng bí quyết bơi lội của Ti Un sẽ giúp các bé, người thường mau chóng biết bơi.